Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của Trúc Yên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị ơi. Chào em. Xin chào anh Tuấn, xin chào cả nhà mình nha. Shop mai vàng Trúc Yên, ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Xin kính chào cô chú anh chị ạ. Và mai vàng của bên em là chuyên kinh doanh mặt hàng đó là mai giả Tân Châu nha mấy anh chị nha. Và nhắc tới giả Tân Châu là mấy anh chị sẽ nhớ ngay. Em nói riêng về dáng nè, dáng lắc lượng nè, dáng lông nè, tay cành là chi cành đều nha cô chú anh chị nha. Và mặt hoa khỏi phải chê rồi, màu vàng đậm rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Và hoa là hoa chùm nha cả nhà nha. Và hình thức của bên em á là giá công khai trên clip là giá đã bao ship nha mấy anh chị nha. Em ship toàn quốc luôn cả nhà ơi. Và số hotline là 0939779318, đồng thời cũng là Zalo của bên em. Anh chị nào mà có nhu cầu mua sỉ, mua lẻ, mua lô mai giả Tân Châu cứ liên hệ bên em nha. Bên em tư vấn và hỗ trợ hết mình cho cô chú anh chị luôn ạ. Rồi không làm mất thời gian nữa, mình vào clip xem nha cô chú anh chị ơi. Đây, đây là những em giả Tân Châu mini thuần chậu nha cô chú anh chị nha. Tầm 1 năm hơn rồi nè cả nhà. Được chỉnh sửa từ nhỏ như thế này nha cô chú anh chị nha. Chi cành đều luôn nè cả nhà ha. Đó. Chiều cao em nói là tầm 40 tới 60 là tùy cây, tán ngang cũng tầm 40 tới 60 là tùy cây nha cả nhà nha. Còn cái hoành của em nói là cỡ ngón trỏ em nè cả nhà ơi. Đây cả nhà xem giúp em ha cả nhà ha. Đó, chi cành đều luôn nè, mấy anh chị nhìn thấy vậy nhưng mà chi cành đều nè mấy anh chị ha, chỉnh sửa từ nhỏ nè. Rồi, một chậu như thế này là 200.000 một chậu, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị ơi. Một chậu em cũng ship và số lượng nhiều em cũng có nha cả nhà. Rồi, tiếp theo nha mấy anh chị. Mã đầu tiên, mã 196. Rồi, 196. Chiều cao tầm 1m05. Tán ngang 65. 19 hoành, đường kính vào 40. Rồi, sẽ xây luôn. Đây, cả nhà xem giúp em. Rồi, để cái gì? Quá dữ thôi cả nhà. Rồi, tinh thần em này nè, cái vết này nè, bị từ xưa giờ nha mấy anh chị nha. Đó, nó cũng đang kéo da nè cả nhà. Đó, không hề mục hay là bị gì nha cả nhà. Tóc da, đó ha. Dạ. Tay cành lực nha, đế quá dữ luôn nha mấy anh chị. Rồi, giá luôn như đen. Rồi, mã này mã 196, em Zalo giá 1.2 triệu, em bao ship nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 197. Rồi, 197. Chiều cao tầm 1m. Tán ngang 75. 14 hoành nha mấy anh chị, đường kính bầu 39. Rồi, có nguyên cái vòng tròn chứ luôn. Tròn do, chữ O tròn do. Rồi, có cái hoa luôn cái gì ơi. Đây dựng được bên. Đây, mặt hoa nó đây rồi quý vị ơi. Hai lớp ha. Này 10 cánh nè, rất rõ ràng luôn. Cành đều ở trên nè quý vị, đều rang ha. Đều lên tới đỉnh luôn nè. Rồi, giá lưu nhiêu đây? Rồi, mã 197 em giao lưu giá là 1.250.000, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 198. Rồi. Chiều cao 95. Tán ngang 75. 19 hoành, đường kính bầu 37. Rồi, để nó gì? Rồi, thân cành cái gì? Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, mã này mã 198, em giao lưu giá 900, bao ship nha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã 199. Chiều cao tầm 95. Tán ngang 80. Rồi. Vành luôn, vành đó lúc ở ngoài đó luôn. Rồi, cái này hả 19 hoành nha mấy anh chị nha. Ở trong đây là hơn nha, ngoài 20. Hai mấy nha mấy anh chị. Đường kính bầu 36. Rồi, thân cành lực. Có cái mặt hoa cho quý vị xem luôn. Đây, đây. Đây. Bông nè mấy chị ha, bông cánh tròn ha. Này cũng hai lớp, ba lớp. Đó, hai lớp mấy chị ha. Cánh ha. Đó, bông to nhiều cánh mà cánh tròn đẹp nữa nha cả nhà. Đây cành lực luôn. Đây. Cái hoành này là hơn trong đây là hơn 19 hoành nha mấy anh chị nha, có hai mấy hoành nha cô chú anh chị. Đó mà tại vì nó bị dính rồi nhưng mà em không có đo được trong đây, em chỉ đo tuốt ngoài đây thôi nha. Tuốt ngoài đó là 19 rồi đó. Này là quần lớn nha mấy anh chị. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Rồi, mã 199 em giao lưu giá 1.4 triệu, tay cành rất là lực nha cả nhà. Rồi, 1.4 triệu. Rồi, tiếp theo mã 200. Chiều cao tầm 1m1. Tán ngang 75. Hoành 15, đường kính bầu 38.
Rồi để đây. Đây cũng đều quá đây quý vị. Cành cũng đều nữa nè. Rồi, Zalo như đây. Rồi mã 200 em Zalo giá 900.000 em bao ship nha. Rồi 900. Rồi tiếp theo mã 201. Chiều cao tầm 1m15. Tán ngang 70. 16 hoành, đường kính bầu 38. Rồi, củ đế quý vị. Rồi, em này có cái củ không anh chị ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 201, em giao lưu giá là 950, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 202, chiều cao tầm 1m, tán ngang 70, hoành 18, đường kính bầu 35. Rồi, để luôn. Rồi, thân cành luôn rồi quý vị. Rồi, Zalo nhiêu đây? Rồi, mã này mã 202, em Zalo giá là 850, em bao ship nha. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo mã 203. Chiều cao 90 nha mấy anh chị. Tán ngang 70. Hoành 20, đường kính bầu 38. Rồi, cụ đế luôn. Đây có một khối gơm đặc nữa quý vị. Khối gơm luôn ha. Rồi, Zalo nhiêu đây? Rồi, mã này mã 203, em Zalo giá là 950, em bao ship nha. Rồi, 950. Rồi, tiếp theo mã 204. Chiều cao tầm 1m1, tán ngang 80. Hoành 15, đường kính bầu 37. Để quá sao vậy? Để đặt đế luôn. Đặt kẹo luôn ha. Rồi, Zalo nhiêu đem? Rồi, mã này mã 204, em Zalo giá 900 nha cả nhà. Rồi, 900. Rồi, tiếp theo mã 205. Chiều cao tầm 1m, tán ngang 85. Mười lăm hoành, đường kính bầu 38. Để cũng đặt để luôn. Rồi, thân cành luôn, cành đều quá quý vị. Rồi, Zalo như đây. Rồi, mã này mã 205, em Zalo giá 900, bao ship luôn. 900. Rồi, tiếp theo mã 206. Chiều cao tầm 1m05. Tán ngang 80. 16 hoành, đường kính bầu 35. Rồi, để quý vị. Rồi, Zalo nhiêu đem? Rồi, mã này mã 206 nha cả nhà ơi. Zalo giá 850, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 207. Chiều cao tầm 1m05. Tán ngang 75. Hoành 17, đường kính bầu 39. Rồi, để đây. Rồi, Zalo như đen. Rồi, mã này mã 207, Zalo giá 850 nha cả nhà. Rồi, 850. Rồi, tiếp theo mã 208. Chiều cao 1m15. Tán ngang 75. 16 hoành, đường kính bầu 36. Rồi, đấy luôn. Rồi, Zalo như đây. Rồi, mã này là mã 208 nha mấy anh chị nha. Zalo giá 850, em bao ship nha. Rồi, 850. Rồi, tiếp theo mã 209. Chiều cao 1m1. Tán ngang 85.
17 của anh, đường kính bầu 35. Đợi đấy luôn. Để cành đều luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã này mã 209, giao lưu giá 850 nha cả nhà. Rồi, 850. Rồi, tiếp theo. Mã 210. Chiều cao 1m1. Tán ngang 75. Quanh 18 nè. Đường kính bầu 36. Rồi, để luôn nha quý vị. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 210, em giao lưu giá 900 nha cả nhà. Rồi, 900. Rồi, tiếp theo mã 211. Chiều cao 1m. Tán ngang 80. 18 hoành, đường kính bầu 38 nha. Rồi, đế luôn. Rồi, giao lưu như đem. Mã này mã 211, em giao lưu giá 900 nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 212. Chiều cao 90. Tán ngang 60. 17 hoành, đường kính bầu 33. Rồi, để đây. Để em đặt bầu luôn. Rồi, giao lưu như đem. Rồi, mã này mã 212, giao lưu giá 750 nha cả nhà. Rồi, 750. Rồi, tiếp theo mã 213. Chiều cao tầm 1m. Tán ngang 75. 17 hoành, đường kính bầu 36. Rồi, để đây rồi quý vị. Rồi, thân cành luôn. Cành đẹp quá. Rồi, giao lưu nhiêu em? Rồi, mã này mã 213, giao lưu giá 850 nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 214 ạ. À. Chiều cao 1m05. Tán ngang 80. 80. Rồi, cái hoành này là 17 hoành nha mấy anh chị, và đường kính bầu 37 nha. Đây, thân cành này quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 214 nha mấy anh chị nha, 800 ngàn em bao ship nha. Rồi, 800. Tiếp theo mã 215. Chiều cao tầm 1m05. Tán ngang 75. Quá trời để luôn mấy anh chị ơi. 16 hoành. Đường kính bầu 39. Rồi. Để đây quý vị ơi. Đây còn bự bự không ha. Rồi, thân cành luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 215, giao lưu giá 850 nha cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 216. Chiều cao 1m05. Tán ngang 80. 19 hoành, đường kính bầu 38. Rồi, xe xe luôn. Đây, có cái củ đế cũng khá lắm nè quý vị ơi. Đây, chậm chậm cái đó, nguyên cái củ đế luôn nè. Rồi, thân cành luôn. Đó, cái nhánh bị đẹp. Rồi, dừng nguyên kỹ ha. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Rồi, mã này mã 216, giao lưu giá 1.1 triệu, em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 217. Rồi, 217 quý vị. Chiều cao tầm 1m. Tán ngang 80. 16 hoành, đường kính bầu 36. Rồi, để luôn rồi quý vị. Ship bên như này. Tay cành đều ra. Rồi, giao lưu nhiêu em?
Rồi mã này mã 217 em Zalo giá 1 triệu ạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo mã 218. Rồi 218. Chiều cao tầm 1m. Tán ngang 70. 14 vành đường kính bầu 35. Để cái gì? Rồi, Zalo nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 218 nha mấy anh chị ơi. Em Zalo giá 850 em bao ship nha. Rồi, 850. Rồi, tiếp theo mã 219. Rồi, 219 chiều đó. Cao 95. Tán ngang 75. 14 vành, đường kính bầu 36. Rồi, cũng đế luôn. Ta cành đều ha. Rồi, Zalo nhiêu em? Rồi, mã này mã 219, Zalo giá 850 nha mấy anh chị. 850. Rồi, tiếp theo mã 220. Chiều cao tầm 1m05. Tán ngang 95. 16 hoành, đường kính bầu 38. À, để nơm cứng cống luôn. Để nơm cứng luôn cái gì đây? À, để đẹp nha. Cành đây. Rồi, Zalo nhiêu em? Rồi, mã này mã 220, em Zalo giá là 1 triệu em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 221. Chiều cao tầm 1m3. Tán ngang 75. Hoành 14, đường kính bầu 36. Rồi, để luôn. Rồi, thân cành luôn. Rồi, Zalo nhiêu đêm? Rồi, mã 221 em Zalo giá 950 nha mấy anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo mã 222 nha cả nhà ơi. Rồi, đẹp quá, 222 đẹp quá. Chiều cao tầm 1m25. Tán ngang 85. Quanh 18, đường kính bầu 39. Rồi, xuống để dưới vừa vậy. Rồi, Zalo nhiêu đêm? Mã 222 em Zalo giá là 1 triệu em bao ship nha cả nhà. Rồi, 1 triệu. Rồi, tiếp theo mã 223. Chiều cao tầm 1m1. Tán ngang 85. Hoành 14, đường kính bầu 37. Rồi, xe xe luôn. Rồi, Zalo như em. Rồi, mã này mã 223 em Zalo giá 850 em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 224. Chiều cao 85. Tán ngang 75. Hoành 18, đường kính bầu 37. Để cái gì? Đây cũng kính ha. Rồi, thăng cành luôn. Rồi, Zalo nhiêu đêm? Rồi, mã này mã 224 em Zalo giá 900 em bao ship nha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo 225 nha cả nhà. 225. Chiều cao 1m05. Tán ngang 75. 17 hoành, đường kính bầu 35. Đây, có cái cụ tròn tròn dưới ha. Rồi, Zalo nhiêu em? Rồi, mã này 225 Zalo giá 900 bao ship luôn cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo mã 226. Chiều cao 1m05. Tán ngang 75.
15 hoành đường kính bầu 35. Rồi, để nó đây. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, mã này mã 226, em giao lưu giá 1 triệu em bao ship nha. Rồi, mã 226 này là mã cuối clip của bên em và shop Trúc Yên là chuyên kinh doanh mặt hàng may giả Tân Châu. Rất mong anh chị yêu mến shop, ủng hộ shop và hẹn cô chú anh chị vào clip sau ạ.